Theo chương trình tang lễ của cố trưởng lão hòa thượng Thích Trường Giác, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2023, ban tổ chức tang lễ đã cung thỉnh Long vị Linh Mô di ảnh cố trưởng lão hòa thượng về yết Phật triều tổ tại chùa Long Quang, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang và chùa Phú Phong, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh. Đoàn đã trở về chùa Phú Phong là nơi trốn tổ của cố trưởng lão hòa thượng Thích Trường Giác. Tại nơi chánh điện và tổ đường trang nghiêm, môn đồ pháp quyến đã thành tâm đặt di ảnh và bài vị của cố trưởng lão hòa thượng đối trước Phật đài để yết Phật lễ tổ trong sự dẫn thỉnh của hòa thượng thích đức thành phó ban trị sự kim trưởng ban nghi lễ giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh làm sám chủ và chư tung đức trong ban kinh sư được cử hành theo nghi thức của nhà Phật. Tiếp theo đoàn đã trở về chùa Long Quang, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Đây là nơi cố trưởng lão hòa thượng đã xuất gia tu học sau khoảng thời gian làm công quả tập sự tại chùa. Là nơi ngài xả bỏ hồng trần để nương nhờ cửa Phật, theo con đường của sự giải thoát giác ngộ.